Em mà quá nhàm chán với cái chiếc cường hóa nguyên bản đấy mà anh em muốn thay đổi sang cái chìa dòng BIM MV này nhá. Thì đây anh em thấy không ạ? Đây. Dòng chìa cảm ứng anh em nhá. Đấy. Đầu tiên là nó sẽ hiển thị đầy đủ hết tất cả các tính năng của anh em, và con này thì cắm một cổng USB của anh em, còn là thay cái chìa zin vào dòng này thì cắm chìa zin này thôi. Đấy, anh em muốn khóa này. Đấy, khóa cửa này. Mở cửa đều trên chìa khóa hết nhá. Và một cái tính năng nữa đó là anh em khi mà đi ra xa thì nó sẽ tự động khóa vào gần là tự mở. Chẳng hạn như cái chiếc xe này nó đang mở cửa này. Đây, khi anh em cầm cái chìa khóa này ra, với cái tính năng của chiếc xe này thì nó chưa có này. Quay cái xe. Cái chìa khóa này chưa có này, khi anh em cầm chìa khóa ra xa này. Đấy. Đấy. Và khi anh em lại gần thì cái nó sẽ do tùy theo từng cái dòng chiều xe và tùy theo chìa khóa. Khi mà nhận được cái cảm biến của cái trước chìa khóa này thì là trước xe nó sẽ tự động mở cửa ra nha anh em nhá. Đó. Anh em thấy không ạ? Và rất là nhiều tính năng, như là chẳng hạn như anh em mà khi mà lắp bộ này thì sẽ có một số tính năng như là mở cốp trên chiều này vẫn là chiền chiền zin này. Và anh em có thể khóa cửa xe và nó tự động lên kính này. Đó. Khóa cửa xe anh em ấn vào bật lên thì nó sẽ tự động lên này. Và đóng cốp này, số điện thoại trên chìa khóa này. Nếu như anh em rơi là có chìa khóa trên này, có số điện thoại trên này, anh em có thể người ta sẽ liên hệ được với anh em này. Đấy. Cốp không hình. Con này nếu anh em ấn bật lên là khi mà anh em ra xa mà chưa cốp chưa bật là nó sẽ tự động xuống này. Đấy. Rất là thông minh. Và rất là nhiều tính năng. Đấy. Anh em mà muốn nâng cấp thay đổi cái form chìa khóa mà xịn sò như này thì anh em hãy đến với Akala Thái Nguyên anh em nhá, để em nâng cấp cho anh em.